Em xin phép em làm việc gì cũng được, trừ việc này có được không hả? Có nghĩa là lần này mẹ cũng không cần ăn nữa đúng không? Thế thì đưa đây, không cần phải ăn nữa. Dạ không phải đâu chị ơi, em... Mẹ có cứ nói Hải, quay xe. Này, cậu ơi. Cậu ơi. Anh đừng đánh em, anh đừng đuổi em đi ngay đây ạ. Tôi không đuổi, không đánh cậu. Sao cậu lại ở đây? Sao em lại ở đây ạ? Em từ bên kia bị người ta đuổi đánh nên chạy qua đây ạ. Anh... Tại sao người ta lại đuổi cậu? Người ta lại đánh cậu? Em đi ăn xin, người ta không cho, còn đuổi đánh em nữa. Cái nhà hoang bên đấy em đang ở, bọn nghiện cũng vào hút chích. Em không còn chỗ nào đi nữa. Anh cho em ở đây, em chưa tìm được chỗ nào hết cả. Yên tâm, anh đã bảo anh không đánh cậu mà. Nhà cửa đâu, sao lại lang thang thế này? Bố mẹ cậu đâu? Mẹ em mất từ lúc em mới đẻ ra. Bố em thấy em tật nguyền, bỏ đi biệt tích. Còn em từ bấy giờ, anh đừng đuổi em không có chỗ nào cả. Anh đã bảo là anh không đuổi cậu rồi mà. Cậu cầm lấy cái này ăn tạm đi. Cầm lấy. Chưa có chỗ ở thì cứ ở đây. Không ai đuổi cậu đâu. Nhớ nhá. Em không biết làm thế nào để cảm ơn anh cả. Không có chuyện gì. Yên tâm, tôi sẽ tìm cho cậu một trại trẻ mồ côi hay trường nghề nào đó. Rồi tôi xếp cho. Được vậy, tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nào. Em nào. Cảm ơn anh. Cứ ở đây nhá. Rồi tôi sẽ cho người thường xuyên mặt cơm về cho cậu. Anh tốt với em quá. Em không biết làm thế nào để bảo đáp anh đâu. Đấy là một chuyện phải làm nhá. Vâng. Đi đây. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh à, anh gọi em có việc gì không? Gần đây công việc của anh bận quá. Anh đang muốn nhờ em một việc đây. Để đích thân sếp nhờ việc em thì biết là em quan trọng thế nào rồi. Sếp cứ nhờ đi, em sẽ giúp hết mình. Đây em xem đi. Cậu thanh niên này bị tàn tật, hiện đang lang thang ở gần dự án mới công ty của mình. Anh muốn nhờ em mang cơm cho cậu ý mấy hôm, cho đến khi anh tìm được công việc và chỗ ở phù hợp cho cậu ta. Anh ơi, em có ý này muốn hỏi. Đường đời anh là chủ tịch của tập đoàn lớn, tại sao anh cứ phải để ý đến những người không cùng đẳng cấp với mình thế hả? Cùng là con người với nhau, mình phải giúp người ta ấy mà. Hơn nữa họ bị tật nguyền mà. Nhưng mà em xin phép em làm việc gì cũng được, trừ việc này có được không hả? Đây là công việc được giao, em hiểu chứ? Dạ vâng ạ. Thế thôi, em đi trước ạ. Ừ, thì em đi. Nhớ đấy nhá. Dạo này cậu có khỏe không? Em vẫn khỏe, anh đến đây có việc gì thế ạ? Anh tiện qua đây hỏi thăm cậu xem như thế nào. Cơm hàng ngày vẫn ngon chứ? Vâng, từ hôm đấy đến giờ em... Good.
Chị à? Chị là bạn của anh hôm qua ấy ạ. Ăn nhanh lên. Em cảm ơn ạ. Quyền này. Dạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tao mang cơm cho mày ấy. Sếp tao bảo ấy, những cái thằng tật nguyền như mày ấy là cứ lũ vô tích sự, nên là cố mình lòng thương một chút thôi. Lần sau thì không bao giờ có cái chuyện này đâu nhá. Dạ. Vậy nếu thế thì từ lần sau chị không phải mang cơm đến cho em nữa đâu ạ. Em tự lo được. Cảm ơn chị. Đấy là chính mồm mày nói đấy nhá. Có nghĩa là lần này mày cũng không cần ăn nữa đúng không? Thế thì đưa đây, không cần phải ăn nữa. Đấy nhá. Ai hỏi mày thì về cấm được, bảo là tao không cho mày ăn. Tao có lòng tốt nhưng mà mày không nhận lòng tốt của tao. Được chưa? Nhớ nhá. Tao cũng không cần ở thêm cái chỗ này nữa. Quá dơ bẩn, hạ thấp bản thân của tao mức độ ấy. Phát buồn nôn. Cô ta thật quá quắt. Chuyện này tôi sẽ phải xử lý cho Ngô ra khoai. Thôi anh ơi, không trách được chị ấy đâu ạ. Người ngoài mà, đến bố em, người đẻ ra em còn hắt hủi. À, có tin vui cho cậu đây. Anh tìm được trường nghề nhận cậu rồi. Từ nay có chỗ ra chỗ vào, có bạn có bè cùng cảnh ngộ rồi nhá. Mưa nắng cũng đỡ khổ. Dạ, thật đấy ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cảm ơn anh ạ. Thôi, bây giờ anh phải về công ty giải quyết một số việc gấp. Cậu cứ ở đây nhá. Dạ. Anh sẽ bảo lái xe mang cơm hàng ngày đến cho cậu. Dạ vâng ạ. Khoảng 1-2 ngày nữa thì anh sẽ đến đón cậu về trường nghề. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Cố gắng nhá. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh đi rồi. Dạ. Chị mắt bị mù ạ. Em không, em vô ý ạ. Mà chị là lại là mày à? Dạ. Hả? Kinh nhở. Hôm nay mày còn đến tận đây để đòi xin ăn cơ. Biết đường thì cút nhá. Đừng để đến lúc mà anh Long nhìn thấy mày ở đây thì mày không xong với tao đâu. Cút. Không, em đến chỉ là để đưa cái gì. Mày nghĩ là tao lạ tính mày à? Hả? Cái loại mày chỉ có đến đây xin ăn thôi. Không chứ phải. Mày đưa cái gì ở đây hả? Cút nhanh trước khi tao nổi điên lên với mày đấy. Dạ không phải đâu chị ơi, em mày còn cút nói gì hả? Này cô kia, người ta đã tật nguyền như thế này rồi mà cô còn đẩy người ta như thế à? Con danh con à, mày ở đâu mày đến đây xong rồi mày xía được chuyện của tao đấy. Cái loại như này này là một lũ ăn hại, nó chỉ đến công ty tao mà xin ăn thôi. Thì tao chẳng phải đuổi nó đi à? Để đây cho nó ăn vạ tao à? Công ty cô á? Thế cô là ai? Tao là ai thì có liên quan gì đến mày không? Nhưng thôi, mày đã có câu hỏi thì tao cũng trả lời luôn. Tao chính là thư ký chủ tịch của tập đoàn RKM. Sao? Đến đây xin việc à? Xem nào. Nguyễn Khánh Linh. Tao nhớ cái mặt của mày rồi.
để xem trưởng phòng nhân sự ở đây có dám nhận mày vào làm việc không nhá. Có được nhận hay không ý, thì cũng không đến lượt cô nói đâu. Tôi không đến đây để xin việc, nhưng tôi không biết là công ty RKM lại có một thư ký ngỗ ngược và khinh thường người khác như cô đấy. Không biết là chủ tịch biết chuyện này thì cô còn làm việc ở đây được nữa hay không? Ta làm sao? Chủ tịch có ở đây ý, ta cũng chẳng sợ. Mày nghĩ mày là ai? Thế à? Cô nói nghiêm túc chưa? Anh, sao anh lại ở đây ạ? Tôi còn nghe và nhìn thấy hết rồi cơ. Em xin lỗi ạ. Cả chuyện cô bịa đặt nữa, tôi cũng biết hết rồi đấy. Tôi không ngờ cô dám lừa tôi. Về ngay phòng nhân sự nhận quyết định nghỉ việc từ hôm nay. Anh, sao anh lại vì cái thằng Tật Quyền với một cái con lá hoắc lá hồ ở đâu mà đuổi việc em ạ? Lạ hoắc á? Đây là Hương, vợ sắp cưới của tôi. Cô có ý kiến gì nữa không? Hương ạ? Rõ ràng tên trong hồ sơ là Linh cơ mà. Nguyễn Khánh Linh là kế toán trưởng sắp tới của công ty. Anh Long nhờ tôi tìm kiếm. Chị Hương ơi, em có mắt mà như mù. Vừa nãy em có điều không phải với chị. Chị bỏ qua giúp em. Chị nói giúp chủ tịch cho em mấy câu vậy ạ? Nói giúp á? Những người ấy có tài mà không có đức thì cũng chỉ vứt đi thôi. Tôi chưa biết là cô có tài có đức như thế nào. Với những người mà sức khỏe và trí tuệ kém hơn cô rất nhiều như thế mà cô còn khinh thường người ta, thì cô có tư cách gì để cầu xin sự giúp đỡ của người khác nữa? Đi đi và đừng cho mình cái quyền mà ở trên người khác. Cô còn không mau đi, hãy để tôi đuổi. Em đến đây làm gì vậy? Em... cái hôm trước anh đến đấy xong rồi anh để quên cái này. Em tìm đến theo địa chỉ mà gặp chị kia trước. Không ngờ anh lại là chủ tịch của công ty. Chủ tịch hay người thường cũng chỉ là cách gọi thôi. Dạ. Ở trên đời chẳng biết ai hơn ai đâu. Vâng. Nhân cách của em còn hơn rất nhiều người ngoài kia. Rồi sẽ có ngày em nhận được những gì em xứng đáng nhận thôi. Em cảm ơn anh ạ. Để đỡ anh.